Kim Jong Hyun lên tiếng sau bê bối với Seo Yi Ji, tiết lộ bị nôn, ói khi đóng phim với Sehun. Sau thời gian dài im ắng với scandal bị bạn gái điều khiển dẫn đến xa lánh bạn diễn nữ, mới đây sáng 12 tháng 5, đại diện pháp lý của Kim Jong Hyun vừa đưa ra tuyên bố chính thức để giải quyết các vấn đề nêu trên. Theo đó, Kim Jong Hyun đã chính thức chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý cũ và đã đi điều trị chứng rối loạn hoảng sợ, trầm cảm, chấn thương tâm lý và lo âu từ tháng 1 năm 2019. Sự im lặng cũng như thái độ với bạn diễn đều do tác động, chi phối của công ty quản lý. Cụ thể, đại diện pháp lý của Kim Jong Hyun tuyên bố, kể từ ngày 12 tháng 5 lúc 12 giờ sáng, hợp đồng chính thức của Kim Jong Hyun với công ty giải trí O đã chính thức hết hạn. Tiếp đó, đại diện của Kim Jong Hyun cũng chia sẻ lý do nam diễn viên giữ im lặng trong suốt thời gian xảy ra bê bối chấn động. Lý do mà Kim Jong Hyun đã giữ im lặng trong suốt thời gian qua là do anh ấy cảm thấy có trách nhiệm về việc không hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là diễn viên chính của bộ phim Tham. Anh ấy nghĩ việc đầu tiên nên làm là xin lỗi về những chuyện đã xảy ra. Mặc dù đó là lời xin lỗi về mặt đạo đức với dàn diễn viên cũng như ekip, nhưng thời gian trôi qua, mọi người đưa ra những điều khác với sự thật, vì vậy chúng tôi sẽ lên tiếng. Nói về Tham và thái độ hành xử thô lỗ với nữ bạn diễn Sehun, phía Kim Jong Hyun đổ lỗi hoàn toàn cho vấn đề sức khỏe của nam diễn viên này. Trước khi tham gia casting trong Tham, Kim Jong Hyun đã gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Vào ngày họp báo, tình trạng của Kim Jong Hyun nghiêm trọng đến mức anh ấy bị nôn mửa, nhưng công ty đã buộc phải tổ chức họp báo bất chấp vấn đề sức khỏe của anh ấy. Netizen cũng lắc đầu lia lịa trước động thái phủ nhận trắng trợn của nam diễn viên, đòi công bằng cho Sehun. Tôi không quan tâm anh ta bị sao, tôi chỉ quan tâm là Sehun đã bị tổn thương sâu sắc vì những hành động đó của anh ta. Tẩy gì thì tẩy, không tẩy được sự thật đấy đâu. Trong suốt thời gian đóng phim anh xúc phạm, cư xử thô lỗ với cô ấy, giờ lôi bệnh tật ra để chống chế. Buồn cười thật sự, nói anh phải điều trị bệnh, thì chị tôi cũng trải qua quãng thời gian nửa năm chịu đựng về cả thể xác lẫn tâm lý. Cô ấy có lỗi à? Viết thư tay xin lỗi thì bảo anh sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm mà giờ lại viện lý do công ty cũ bắt đến họp báo, anh đúng là con lương chính hiệu. Thế giờ người yêu cũ gánh hết còn anh này tẩy trắng bệnh tật à? Đến thời điểm bán Omo đấy à? Có bệnh còn đi đóng phim để rồi thái độ thế? Sao không nghỉ ở nhà luôn đi? ITN lần đầu tiên cho biết rằng công ty quản lý của Kim Jong Hyun đang chuẩn bị đóng cửa hoạt động vĩnh viễn. Ngay trước khi cuộc tranh cãi của nam diễn viên với Seo Yi Ji được tiết lộ, Yougan Sports cũng đưa tin rằng Kim Jong Hyun sẽ tham gia công ty quản lý của bạn diễn Seo Ji Hye trong hạ cánh nơi anh là coacher Deport và anh ấy đang tranh chấp hợp đồng với công ty cũ. Tuy nhiên, ITN đã có được tài liệu cho thấy công ty giải trí O đang chuẩn bị đóng cửa vào ngày 31 tháng 3. Họ giải thích rằng công ty đã không thể tạo ra lợi nhuận trong 5 năm qua, triển vọng kinh doanh trong tương lai không có xu hướng tích cực. Chúng tôi thực sự xin lỗi vì đã không thể tạo ra một công ty tốt hơn cho nghệ sĩ của chúng tôi, người đã nhận được sự yêu mến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, cũng như những nhân viên đã sát cánh cùng chúng tôi. Ngoài ra, một quan chức của công ty giải trí O đã nói với ITN, tại sao công ty lại cố gắng rất nhiều để giữ Kim Jong Hyun ở lại công ty. Vào thời điểm đó, chúng tôi đang ở trong tình huống mà công ty mẹ đang tính đến việc đóng cửa công ty O. Người ta đánh giá rằng nếu Kim Jong Hyun ở lại với chúng tôi, vì anh ấy là nguồn thu nhập duy nhất của chúng tôi, anh ấy có thể dẫn dắt công ty đi đúng con đường. Đó là lý do tại sao chúng tôi nói về việc gia hạn hợp đồng của anh ấy.